Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ ba ngày 12 tháng 11 với những nội dung đáng chú ý sau. Khánh Hòa sẽ tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2024 vào ngày 15 tháng 11. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7. Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn về công tác hưởng ứng ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2024, đồng thời phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, hiện Khánh Hòa vẫn còn 1.557 hộ dân sống trong những ngôi nhà tạm dột nát, trong đó có 635 hộ nghèo, 487 hộ còn nghèo và 345 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để giải quyết nhà ở cho các hộ dân này, tỉnh cần huy động tổng kinh phí lên đến 67,9 tỷ đồng để xây mới 705 căn nhà, sửa chữa 852 căn nhà còn lại. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát vào năm 2025, ngày 15 tháng 11 tới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2024. Từ nguồn kinh phí vận động được, tỉnh sẽ xây dựng và cải tạo nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao đời sống dân sinh. Đại diện các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cam kết sẽ ủng hộ, góp sức cùng tỉnh Khánh Hòa đạt được mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc tổ chức và chuẩn bị chu đáo cho lễ phát động sắp tới, đề nghị các ngân hàng thương mại báo cáo với hội sở, cung cấp thông tin về mức đóng góp dự kiến, giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kịp thời hoàn thiện, tổ chức sự kiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Còn trong chiều nay, tại khu dân cư thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, huyện Khách Sơn, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chung vui cùng với người dân địa phương tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Thôn Hòn Dung hiện có hơn 230 hộ dân với hơn 730 nhân khẩu, có hai dân tộc anh em sinh sống gồm Kinh và Đắk Lai. Cán bộ và nhân dân thôn Hòn Dung đã đoàn kết nỗ lực thực hiện các hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024. Nhờ đó, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, số hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh. Đến nay chỉ còn 19 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cũng tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận thôn Hòn Dung đã phát động cộng đồng dân cư thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp hướng tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14. Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ vui mừng trước sự đổi mới, phát triển khá toàn diện của thôn, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân thôn Hòn Dung tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hương ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ nghèo khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn thôn, mỗi phần quà trị giá 1.200.000 đồng. Huyện Khánh Sơn cũng đã trao 10 phần quà đến các hộ nghèo, hộ khó khăn. Ủy ban nhân dân xã Sơn Hiệp đã khen thưởng 3 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, sáng nay ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thị xã Ninh Hòa đã tiếp xúc cử tri 3 phường Ninh Giang, Ninh Hiệp, Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa. Cử tri đã nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 tháng 7 năm 2024, kỳ họp thứ 15 tháng 9 năm 2024. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ước thực hiện năm 2024, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2025, tình hình triển khai các quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri ba phường tiếp tục kiến nghị một số vấn đề như điều chỉnh chi tiêu phát triển kinh tế xã hội về lĩnh vực chăn nuôi, quan tâm đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại trường học, thực hiện chi trả chế độ chính sách chăm lo đời sống cho người có công, tu bổ di tích trên địa bàn phường, đầu tư nâng cấp sửa chữa một số tuyến đường giao thông nông thôn và hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, quan tâm công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,
Phần lớn ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thị xã Ninh Hòa trả lời tại buổi tiếp xúc, đồng thời tiếp tục ghi nhận các ý kiến còn lại để trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thị xã Ninh Hòa đã tiếp xúc cử tri các xã Ninh Đông, Ninh Phú và phường Ninh Đa. Sau khi nghe báo cáo của đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp, cử tri các địa phương bày tỏ vui mừng phấn khởi trước sự phát triển đổi mới của tỉnh Khánh Hòa và thị xã Ninh Hòa. Đồng thời, cử tri đặt ra nhiều vấn đề đang được quan tâm như công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử Hội đồng Nhân dân sắp tới, việc tăng cường quản lý đất rừng, hỗ trợ kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc đi qua địa bàn thị xã Ninh Hòa, đề xuất tiếp tục đầu tư thắp sáng đường giao thông, hoàn thiện công tác quy hoạch tại địa phương. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thị xã Ninh Hòa trả lời tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến còn lại đã được đại biểu ghi nhận để tổng hợp trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Cũng trong ngày hôm nay, các đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi tiếp xúc với cử tri tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Ninh Sim, Ninh Tây, Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa. Cử tri các xã được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin, báo cáo một số thông tin trọng tâm, kết quả kỳ họp thứ 14-15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 16 diễn ra trong tháng 12-2024. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến sẽ thông qua 20 nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực của tỉnh. Cử tri ba xã kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các ngành chức năng, chính quyền thị xã Ninh Hòa quan tâm một số vấn đề, sớm khắc phục sửa chữa hư hỏng trên các tuyến đường giao thông nông thôn nhằm hỗ trợ người dân trong việc vận chuyển nông sản, đầu tư cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa xã hội tại các xã cánh tây của thị xã, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Còn trong chiều nay, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã phường Ninh Hải, Ninh Thủy, Ninh Phước của thị xã Ninh Hòa. Dịp này, cử tri các địa phương cũng gửi đến kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiều kiến nghị, nguyện vọng liên quan đến đời sống kinh tế xã hội của bà con như đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và thực hiện các đề án quy hoạch trên địa bàn thị xã, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho một số thôn, tổ dân phố, nghiên cứu bổ sung thêm quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp giải trình ngay tại buổi tiếp xúc hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét giải quyết. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với ông Nguyễn Khắc Hà, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc cử tri phường Tân Tiến, phường mới được thành lập sau khi sáp nhập hai phường Phước Tân và Phước Tiến của thành phố Nha Trang. Tại buổi tiếp xúc, cử tri cơ bản đồng tình thống nhất cao với những nội dung báo cáo, bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những thành quả về kinh tế xã hội mà tỉnh đã đạt được trong năm 2024. Bên cạnh đó, cử tri phường Tân Tiến cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các ngành chức năng, chính quyền thành phố Nha Trang quan tâm một số vấn đề như tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, mở rộng các trường công lập chất lượng cao, xử lý tình trạng dừng đỗ xe trái phép gây ách tắc giao thông trên một số tuyến đường chính của thành phố. Trước đó vào sáng nay, ông Nguyễn Khắc Hà, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Nha Trang đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phương Sài. Dịp này, cử tri đã kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp một số nội dung như quan tâm sửa chữa đường thủy xưởng, nghiên cứu đặt thiết bị thể dục cộng đồng tại công viên 23 tháng 10, có biện pháp giải quyết tình trạng người ăn xin, người nghiện ma túy. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố có đợt giám sát các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực đồi trại thủy. Ý kiến kiến nghị của cử tri được các đại biểu ghi nhận, tổng hợp để trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Chiều nay, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Nha Trang tiếp xúc cử tri phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Tại buổi tiếp xúc, hơn 100 cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14-15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 8 của Hội đồng Nhân dân thành phố Nha Trang, ước thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2025, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc trước đó. Tại buổi tiếp xúc, 100% cử tri trên địa bàn phường đồng ý với các kết quả báo cáo của Hội đồng Nhân dân các cấp. Còn tại huyện Diên Khánh, sáng nay, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Diên Khánh. Tại đây, cử tri thị trấn Diên Khánh cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo từ đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp, đồng thời kiến nghị một số nội dung như giảm mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người nghèo, tạo điều kiện được tham gia, gia cố sửa chữa một số tuyến đường chính ngay trước Tết Nguyên đán để phục vụ việc đi lại cho bà con, tình trạng buôn bán thả rong bò gần khu vực đài tưởng niệm cầu Thành, quan tâm lắp đặt điện chiếu sáng, sửa chữa một số nắp hố ga trên dọc tuyến đường Trần Phú, bờ kè Bắc Sông Cái để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu giải trình ngay tại buổi tiếp xúc.
một số ý kiến còn lại được tiếp thu, tổng hợp và sẽ trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân sắp tới. Còn trong chiều nay, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện Diên Khánh đã có buổi tiếp xúc cử tri ba xã Diên Lạc, Diên Hòa và Bình Lộc nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 và kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân huyện Diên Khánh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri ba xã đã kiến nghị một số nội dung về lĩnh vực giao thông và tài nguyên môi trường như đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường liên xã Bình Lộc đoạn từ điểm đầu quốc lộ 27C, tuyến đường liên xã Diên Thạnh, Bình Lộc, Suối Tiên, tuyến đường từ Hương lộ 39 lên thôn Đảnh Thạnh xuống cấp, tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính về thực hiện hồ sơ đất đai. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu tiếp thu và giải trình ngay tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến còn lại được đại biểu ghi nhận và sẽ gửi đến các cơ quan có thẩm quyền trả lời trong thời gian sớm nhất. Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Khánh Phú và xã Sông Cầu. Sau khi nghe báo cáo của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cử tri địa phương đã gửi đến đại biểu một số kiến nghị như quan tâm mở rộng, nâng cấp đường dân sinh, đoạn đường từ Ủy ban Nhân dân xã Khánh Phú đến thôn Sơn Thành và nâng cấp đường vào khu sản xuất, hướng dẫn thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Khánh Phú, xây dựng bờ kè chống sạt lở đất nông nghiệp tại thôn Sơn Thành, trang bị các thiết chế văn hóa theo tiêu chí 6 cho các nhà văn hóa thôn. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp đã giải trình và làm rõ những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu ghi nhận các ý kiến khác để trình lên kỳ họp sắp tới. Chiều nay, tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Trường Sa. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin, báo cáo một số nội dung trọng tâm, kết quả kỳ họp thứ 14 và 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 16 diễn ra trong tháng 12 sắp tới. Các đại biểu cũng báo cáo tóm tắt kết quả ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, nhiệm vụ giải pháp phát triển tỉnh trong năm 2025, tình hình triển khai các quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cử tri huyện Trường Sa cơ bản thống nhất với các báo cáo của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong việc kịp thời phản ánh nguyện vọng của cử tri, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho quân và dân huyện đảo Trường Sa. Báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại khu kinh tế Vân Phong là nội dung chính tại cuộc họp chiều nay của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam với các sở, ban ngành và địa phương có liên quan. Theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong, tiến độ các dự án trọng điểm trong khu kinh tế đang được thực hiện theo kế hoạch. Theo đó, dự án khu đô thị cao cấp Đầm Môn và khu đô thị cao cấp Tu Bông đang trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, triển khai lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Ban quản lý cũng đã hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu dự án khu đô thị cao cấp Cổ Mã. Riêng dự án khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Các địa phương Ninh Hòa, Vạn Ninh đang thực hiện các bước thu hồi đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang đề nghị đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án này trước tháng 4 năm sau, thay vì tháng 6 như dự kiến trước đó. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam đánh giá tiến độ của các dự án trọng điểm tại khu kinh tế Vân Phong vẫn đạt theo yêu cầu. Liên quan đến một số vấn đề còn vướng mắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài nguyên Môi trường làm đầu mối xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của dự án Hồ Na, xem xét vấn đề kết nối với khu vực xung quanh để đảm bảo điều kiện đấu giá đúng quy định. Ở dự án khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ. Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong chủ động phối hợp với sở ngành để tháo gỡ các vướng mắc cho dự án khởi công theo kế hoạch mới. Với các dự án còn lại, ông Trần Hòa Nam yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương cần tiếp tục tổ chức cuộc họp định kỳ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai. Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2024, tỉnh Khánh Hòa được chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước là gần 8.270 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Khánh Hòa đạt 48,9% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 54,6% so với kế hoạch vốn được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thực tế. Kết quả này được đánh giá là tương đối thấp so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước là 52,29%. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư các dự án gấp rút triển khai các giải pháp để đẩy nhanh thi công, tập trung giải ngân trong những tháng còn lại của năm. Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã nối thị trấn Khánh Vĩnh, xã Khánh Thành và xã Liên Sang có tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng. Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông, khắc phục hư hỏng là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo lưu thông an toàn liên tục, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, phát triển sản xuất và kinh tế của địa phương. Thời gian hoàn thành dự án là cuối năm 2024.
Song đến nay, quá trình thi công đang gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu giải phóng mặt bằng, trong khi Khánh Vĩnh hiện đã bước vào mùa mưa, thời tiết không thuận lợi cho việc thi công. Một số khó khăn, một số hộ thì do ảnh hưởng ít mà người ta cũng lại có cái chính sách là phải đền bù trước, trả tiền cho bà con rồi xong rồi người ta mới tháo dỡ. Như hiện tại đây thì trước nơi chúng ta đứng đây thì có một hộ này thì đang còn vướng mắc về người ta cứ yêu cầu là phải trả tiền cho người ta. Còn bà con trong cái thành thì đa số bà con là đồng thuận với địa phương và cũng như các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ thi công của con đường. Thực tế cho thấy trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công thời gian qua luôn gặp nhiều vướng mắc do thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu còn chậm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc. Trong khi đó, luật đất đai năm 2024 mới có hiệu lực thi hành, một số quy định đang được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai xây dựng nên cấp huyện chưa có cơ sở triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Nguồn nhân lực cấp huyện bố trí thực hiện công tác bồi thường còn ít, không đảm bảo so với nhu cầu giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án ngày càng tăng. Ngoài ra, nguồn vốn bổ chi ngân sách địa phương chưa phân bổ là hơn 855 tỷ đồng do tỉnh đề xuất không phát hành trái phiếu chính quyền địa phương cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Về vướng mắc mặt bằng thì sau khi là có cái quyết định của tỉnh ban hành đầy đủ thì trong tháng này thì huyện sẽ ban hành các cái phương án về giá đất để kịp thời thực hiện cái công tác vướng mặt bằng. Còn ngoài ra đối với cái vốn khẩn cấp thì dự kiến là trước ngày 15 tháng 11 đây thì hội đồng nhân huyện sẽ thông qua cái điều chỉnh đợt cuối đối với cái vốn khẩn cấp của huyện thì cũng để đảm bảo cho cái việc giải ngân. Tại các cuộc họp về công tác giải ngân vốn đầu tư công gần đây, lãnh đạo tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất các bước thực hiện về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần xây dựng lộ trình cụ thể triển khai từng dự án, đặc biệt các chủ đầu tư phải cam kết tỷ lệ giải ngân theo từng tháng, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công tháng sau cao hơn tháng trước. Theo quy định, đến ngày 31 tháng 1 năm 2025, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 sẽ kết thúc. Do đó, trong 3 tháng tới, Khánh Hòa cần tập trung nguồn lực, quyết liệt tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt trên 95%. Như vậy, cái công tác giải ngân là cơ bản là chúng ta làm được. Tuy nhiên là cũng phải hết sức là quyết liệt. Các ông chí nói là bây giờ đầu tháng 12 là mới có nhà thầu, rồi là giữa tháng 11 thì mới có giá. Thì vấn đề là chúng ta phải chi trả như thế nào cho nó hợp lý và phải báo ngay cho kho bạc cái khối lượng thi công. Ở đây thì có một số công trình thuộc về chương trình phục hồi kinh tế là các ông chí phải giải ngân 100%, chứ còn không có trả lại được. Ví dụ như trung tâm kiểm soát bệnh tật, rồi là bệnh viện Ninh Hòa, bệnh viện Vạn Ninh, rồi chỗ Hồ Am Chúa. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh các sở ngành và địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án quan trọng trọng điểm quốc gia, nhất là các dự án có số vốn lớn nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân, đồng thời hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng thi công tại các dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột và Vân Phong Nha Trang. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả khi triển khai giải ngân vốn, cùng với đó nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc để cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện đầu tư công. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện Vạn Ninh đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhân dân địa phương đã ôn lại truyền thống 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam mong muốn cán bộ, nhân dân xã Vạn Thạnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở địa phương. Cộng đồng dân cư thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội, phấn đấu xây dựng khu dân cư đoàn kết ngày càng phát triển đi lên. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Vạn Thạnh. Ủy ban Nhân dân xã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 8 hộ gia đình. Hướng đến kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chiều nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho một số đơn vị cơ sở giáo dục tại huyện miền núi Khánh Sơn.
Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Sơn báo cáo khái quát về tình hình cán bộ, giáo viên, công nhân viên và việc triển khai công tác dạy và học hiện nay, ông Đinh Văn Thiệu đã biểu dương sự nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của tập thể cán bộ, giáo viên toàn ngành giáo dục huyện Khánh Sơn. Đặc biệt là hiện nay, Khánh Sơn đã có 50% số trường từ mầm non đến trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết với nghề, không ngừng phấn đấu, trau dồi đạo đức, nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng người tại địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa. Đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Khánh Sơn, ông Đinh Văn Thiệu đồng viên chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực mà các thầy cô giáo hàng ngày phải vượt qua trong công tác giảng dạy. Mong muốn nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong những năm học tiếp theo. Chiều nay tại Nha Trang, các cơ quan, vụ pháp chế, Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa tổ chức hội nghị phổ biến luật giao dịch điện tử và tập huấn dịch vụ tin cậy và chữ ký số. Tại hội nghị, hơn 80 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ tham mưu công tác quản lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật của các sở ngành địa phương, doanh nghiệp được cập nhật kiến thức về luật giao dịch điện tử năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và việc phổ cập chữ ký số công cộng cá nhân để góp phần phát triển xã hội số, kinh tế số tại Việt Nam. Hội nghị nhằm phổ biến các quy định của luật giao dịch điện tử, phát triển và đẩy mạnh hoạt động ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước, ngân hàng, các cơ sở y tế, giáo dục, doanh nghiệp hướng tới chuyển đổi số, chính phủ số. Dịp này, ban tổ chức cũng tiến hành cấp chứng thư số miễn phí cho các đại biểu tham gia hội nghị. Đoàn công tác của Sở Du lịch và một số ngành liên quan đã tiến hành thẩm định mô hình du lịch cộng đồng tại xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn vào sáng nay. Qua kiểm tra thực tế một số địa điểm tại thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp như điểm bán quà lưu niệm, nhà dài truyền thống của người Rắc Lây, các hộ dân duy trì nghề đan lát thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống và điểm dừng chân cầu A Ba Bưởi, đồng thời xem xét những việc địa phương đã làm được và chưa làm được. Đoàn công tác đã thống nhất đánh giá, đến nay xã Sơn Hiệp đã đạt 17 trên 20 tiêu chí của mô hình du lịch cộng đồng, 3 trên 20 tiêu chí ở mức có tiềm năng. Kết quả thẩm định sẽ là cơ sở để Sở Du lịch tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét công nhận thôn Hòn Dung có đủ tiềm năng phát triển mô hình du lịch cộng đồng và sẽ được hỗ trợ nguồn lực theo quy định tại Nghị quyết số 06/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác đề nghị địa phương cần hoàn thiện các báo cáo, hồ sơ mô hình du lịch cộng đồng gửi Sở Du lịch trước ngày 25 tháng 11 để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Vào lúc 22 giờ ngày 7 tháng 11, căn nhà của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trung ở tổ dân phố Hà Ra Ba, phường Vĩnh Phước bị triều cường sóng lớn đánh sập một phần. May mắn không gây thiệt hại về người, ước giá trị thiệt hại về tài sản khoảng 70 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình. Tại nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố Nha Trang đã trao đổi và ghi nhận những tâm tư nguyện vọng của các hộ dân sống dọc khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường sóng lớn, đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư lắp đặt trụ chắn sóng nhằm khắc phục hiện trạng trước mắt, đồng thời nghiên cứu đề xuất phương án giải pháp lâu dài đối với việc an cư lạc nghiệp của các hộ dân sống trong khu vực này. Được biết, ngay trong đêm khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cử các lực lượng địa phương tới giúp đỡ, di dời các thành viên trong gia đình đến nơi an toàn và hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu cho hộ dân. Đồng thời, vận động di dời 3 hộ gia đình khác bị ảnh hưởng bởi triều cường, sóng lớn đến nơi an toàn, tổ chức đắp và gia cố bờ kè chắn sóng cho các hộ dân trong khu vực. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.